Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Thức để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai ha. Mai dáng trực, đế đẹp, tai cành cũng đẹp ha. Giá hôm nay là bao giá rẻ cho quý vị luôn. Quý vị mình xem ha. Ưng ý mà số nào cần alo trực tiếp cho anh Thức nha. Rồi cảm ơn quý vị mình rất là nhiều. Rồi em chào anh. Rồi chào anh Tuấn à, chào cô chú anh chị ạ. À. Nói đầu tiên xin chúc cô chú anh chị một ngày được nhiều sức khỏe nha cô chú anh chị. Để tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị ngày hôm nay lô phôi mai em giao lưu với cô chú anh chị là mai dảo Bình Lợi nha cô chú anh chị. Hình thức bên em là cũng bao sống bao ship cho cô chú anh chị nha. Rồi. Rồi địa chỉ của em là Sơn Đông Chợ Gạo Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0358 111 309. Cô chú anh chị nào coi clip hết clip ưng ý mã nào alo cho shop em cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Mã số tiếp tục mà đầu clip là mã số 36 khỏi trùng 31 khỏi trùng clip nha cô chú anh chị. Đây, mã số 31 là một cặp luôn đây quý vị. Rồi, hai cây này là cũng ngang ngửa với nhau, em đoàn cây nha. Rồi, cao 50. Cao 50. Rồi, 19 có dư anh ơi. Em này 18. Rồi. Để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã 31 anh giao lưu 300 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 300 2 cây. 32 cũng 2 cây luôn. Rồi, mã số 32. Rồi, hai cây này cũng bằng nhau em đoan cây thôi. Chiều cao 56. Em này 20 hoành. Rồi. Rồi em này cũng 20 hoành luôn anh ơi. Rồi, em 20 hoành. Rồi, để đây quý vị. Hai em này để cũng đặt hết trơn này như quý vị nè. Rồi, cặp mã số 32. Giao lưu nhiêu đây? Giao lưu 306 anh này. Rồi, 306. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Cũng là một cặp nữa nha quý vị. Số 33. Thẳng đầu đinh luôn. Em đoan cây thôi nha. Thì cao nó 25 anh này. Em này 25 hoành. Em này 24 hoành. Rồi, em 24 e 25 hoành. Hai cái này khá đế nha cô chú anh chị. Đó. Đấy bự bự mà đều luôn đây ha. Nhiều rang luôn. Giao lưu nhiêu anh? Cặp 33 anh giao lưu 400 anh ơi. 100, 400 của gì ơi. Rồi, xuống cây luôn. 34 một em lùng lực luôn. Chiều cao nó 40. Em này 25 hoành luôn anh ơi. Rồi. Rồi để ý luôn. Đó đấy, cũng to to lực lực nha cô chú anh chị. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Mã 34 giao lưu 250 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 250 à. Chắc cũng yêu thương đây ha. 35, tay cành đều nha cô chú anh chị. Chiều cao nó 64. Em này 21 hoành anh ơi. Rồi. Tay cành đều. Rồi, để luôn đây à, quý vị. Để cũng đều rang nha cô chú anh chị. Để kính hết trơn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mã 35 anh giao lưu 208 anh ơi. Rồi, 208. Bàm 6, chiều cao 58. Em này 23 hoành anh ơi. Rồi, hoành 23. Nó tay cạnh tương đối nha cô chú anh chị. Củ nở luôn nha. Đây, củ đế đây. Này nhờ củ đế nở nha cô chú anh chị. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mã 36 giao lưu 206 anh ơi. Rồi, 206. Rồi, xuống cây. Sao? Rồi, 37. 37. 7 chiều cao nó 60. Em này 29 hoành anh ơi. Để giữ ha. Em khá để giùm vô anh chị. Sẽ kính cái bầu trên. Giao lưu nhiêu anh? Mã này em giao lưu 350 anh ơi. 350 ha. Cái này giá yêu thương quá. Mã 38. Chiều cao nó 67. Em này 25 hoành anh ơi. Rồi. Mã số 38 25 hoành. Này nha mất trúc nha cô chú anh chị. ngẩn ha. Có ngắn như lực sĩ gồng à. Ngắn. Cô chú anh chị mình không chơi ưng trơ mình cắt ngang đây ha. Ghép lại cũng đẹp nữa. Trang như lực sĩ gồng á.
cơ ha. Dạ. Đó, để cũng tương đối nha cô chú anh chị, khắp bầu luôn nha. Rồi, vô luôn nha. Mã 38 vô luôn 260 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. 260. Số 39 quý vị. 39 chiều cao nó 69. Em này 26 hoành anh ơi. Rồi, hoành 26. Đó, tài cành cũng tương đối nha cô chú anh chị. Rồi. Để luôn. Đó, để cũng lực lực không nha. Điều bầu nữa cũ nó nở luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, sẽ luôn như anh. Mã 39 này vô luôn 290 anh ơi. 29. Rồi, lên cây mới luôn. Rồi, mã 40. Chiều cao nó 88. 24 hoành anh ơi. Tay cành đều luôn nha cô chú anh chị. Để luôn đây quý vị. À, để cả cái đều luôn đây quý nha. Tứ diện hết trơn này ha. Rồi, vô luôn nhiêu anh? Mã 40 em luôn 390 anh đây. Rồi, 390 ha. Mã 41. Chiều cao nó 80. Em này 27 hoành anh ơi. Đó, tay cạnh tương đối nha cô chú anh chị. Rồi, để luôn. Cũng lực lực không nha. Rồi, vô luôn nhiêu anh? Mã 41 này em giao lưu 450 anh ơi. Rồi, 450. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Mã 42 chiều cao 50. Em này 23 hoành. Rồi, hoành 23. Để có gì giao lưu nhiêu anh? Em này em giao lưu 290 luôn anh ơi. Rồi 290. Rồi ghi vô. Rồi mã số tiếp theo. Chiều cao 70, mã 43 nha cô chú anh chị. Em này 27 hoành. Rồi để luôn đây quý vị. Để bút mặt đủ trơn nữa quý vị. Đều rang luôn cô chú anh chị, lực lực đều hết nha. Rồi, vô luôn nhiêu anh? Mã 43, em vô luôn 350 anh ơi. Rồi, 350. Rồi, tiếp tục luôn. 44. 44, chiều cao nó 66. Em này 28 hoành anh ơi. Rồi. Tay cành lực nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, để cũng cộng cũng lực luôn nè ha. Dạ, để cũng lực lực luôn. Cây này cũng hay lớp đế nha cô chú anh chị. Rồi, vô luôn nhiêu đó anh? Mã 44 này em vô luôn 400 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 400. 45. Chiều cao nó 49. Em này 26 hoành anh ơi. Rồi, hoành 20. Để em đo lại coi lại, để nó chạy thước rồi. 28 hoành anh ơi. 28. Rồi, để đây quý vị. Lấy cũng đều nha cô chú anh chị mà lực nữa. Còn bắp không ha. Dạ. Giao luôn nhiêu anh? Mã 45 giao luôn 320 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 320. Rồi 46. Chiều cao nó 60. Cái này ta canh điện nha cô chú anh chị. 22 hoành. Rồi, hoành 22. Cái tay cành nó bung ra là quá ok. Rồi, để đây. Đó, cái mặt tiền nè. Tiền nằm đó ha. Dạ. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mã 46 này giao lưu 290 anh. Rồi, 290. Cây 47 tay cành rất đều nha cô chú anh chị. 1m05. 27 hoành anh ơi. Rồi, hoành 27, tay cành đều rang ha. Cành đẹp có gì? Hay bung ra cái là kính mít liền ha. Để dưới đây. Để cộng bự bự đều vào luôn nha. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Mã 47 và luôn 350 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 350 nghe. 48 luôn. Chiều cao nó 75. Em này 24 hoành anh ơi. Rồi.
24 quá. Tay cành lực mà bự ghê ha. Dạ. Tay cành rất là bắp nha quý vị. Rồi để luôn. Thì đang nhắm xù nha cô chú anh chị ha. Một bạt luôn nè. Bạt bự luôn á. Nó đang chảy nha cô chú anh chị. Rồi xuống đấy nha quý vị. Để này cũng để bàn ha. Dạ bàn điều. Kính trần. Rồi cho luôn nhiêu anh? Mã 48 cho luôn 480 luôn anh ơi. Rồi 480. 49. Chiều cao nó 59. Em này 21 hoành có dư anh ơi. Đó, tay cành tương đối điền cho cô chú anh chị. Rồi để luôn. Để cũng đều bốn mặt luôn. Đó. Đó. Rồi, vô luôn như thế anh. Mã 49 vô luôn 280 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. 50 ha. Rồi, 50. Chiều cao đó 1m2. Em này 27 hoành anh ơi. Rồi, hoành 27. Người ta cành ok quá đây. Quá ok cô chú anh chị ơi. Cành lực lực không ha, tứ diện hết trơn nè. Để chứ cũng đẹp lắm nha quý vị nè. Đó. Để công bự xe đều bầu ha, đồng cốt luôn. Đều rang bầu luôn á. Rồi, vô luôn như anh. Mã 50 vô luôn 500 luôn anh đây. 500 được cái mai để đẹp luôn, tay cành cũng ok. Rồi 51, chiều cao nó 59. Hoành bự bự nè. Em này 30 hoành luôn anh ơi. Rồi hoành 30. Rồi để đây rồi quý vị. Đó, để cũng khá để nha cô chú anh chị. Điều bầu hết luôn, không có trống chỗ này nha. 30 hoành luôn. Giờ luôn nhiêu anh? Mã 51 em giờ lô 550 anh đây. Rồi 550. Rồi tiếp tục luôn. Rồi được 52. Cặp. Chiều cao nó 55, cái này. Em này 69. 20 hoành anh ơi. Em này 22. Rồi. Em 20 hoành, em 22. Để quý vị. Đó. Để đều luôn ha. Dạ. Yeah. Cái này cũng đều có chân xuống nè, cộng bự luôn. Đó, cộng to. Rồi, vô luôn nhiêu đen? Mã 52 vô luôn 400 anh đây. Rồi, 400. Rồi, 53. Tay cạnh lực lực không? 53 chiều cao nó 68. Em này 25 hoành luôn anh ơi. À, tay cạnh rất lực ha. Đó, lực bắn như cô chú anh chị. Để quý vị. Rồi, vô luôn nhiêu anh? Mã 53 vô luôn 280 anh ơi. Rồi, 280. Rồi, lên cây mới luôn. Số 54 quý vị. 54 chiều cao 70. Em này 25 hoành lên đây. Anh sao ý tính 55 đi. Cảnh ok quá đây. Rồi cũng đế cũng lực lực không nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Đó, cũng bự 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 ha. Dạ. Tay cành cũng bự, đế cộng cũng bự. Giao luôn như đan. Mã 54 vô luôn 330 anh ơi. Rồi, 330. Rồi, tiếp tục luôn. 55, chiều cao nó 70. Em này 28 hoành anh ơi. Rồi, hoành 28. Em này tay cành cũng lực lắm nha cô chú anh chị. Để luôn à quý vị. Rồi vô luôn nhiêu anh? Mã 55 anh vô luôn 380 anh ơi. Rồi 380 luôn. Năm sáu chiều cao nó 83. Em này 22 hoành lên đây. Em rồi, tay cành đều ha. Cành đều rang cái gì. Rồi đến luôn. Để cũng đều quá xa đây. Đấy bạn sẽ đều bầu luôn.
Rồi, giá lúa nhiêu anh? Mã 56 Blue 208 luôn đây. Rồi, 208 luôn. Rồi, 57 một em đồng lực nha cô chú anh chị. Chiều cao nó 65. Hôm này 24 hoành anh đây. Đó, tay cành đều rang nha cô chú anh chị. Cành mà đều. Này mình thấy nó phù ha, giống dạ. Xù quá ha. Nên muốn nhóm xù vậy nè. Xù giống dạ, lên xù luôn rồi. Sần xù phù dạ. Mình hết trơn. Tại lô này già cây quá đó anh. Để cũng đều ha. Dạ. Rồi vô lô nhiêu anh? Mã 57 vô lô 309 anh ơi. Rồi 309 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi 58. Chiều cao nó 70. Em này 30 yếu tính 29 này anh ơi. Rồi 29 của anh. Rồi xuống đế luôn. Đế không bắp không có gì vậy. Đều luôn ha. Đó, 29 của anh. Cho luôn nhiêu anh? Mã 58 cho luôn 450 cho này. Rồi 450. Rồi 59 đây. 9 chiều cao nó 75. Em này em 2 hoành. Rồi 22 hoành nào quý vị. Đó, tài cạnh tương đối nha cô chú anh chị. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Đế cũng tứ diện cộng bự không nè ha. Không, to, kính to, đế to, luôn to, nè. Không nè. Rồi mình giao lưu nhiêu anh? Mã 59 giao lưu 207 anh ơi. Rồi 207. Rồi xuống cây luôn. Rồi 60. Chiều cao nó 78. Em này 30 yếu tính 29 luôn anh đây. Rồi 29 của anh. Rồi xuống đế luôn. Đế cũng to lắm nha cô chú anh chị. Quanh 29. Dạ luôn nhiêu anh? Này mã 60 em luôn 450 anh ơi. 450 ha. Dạ. Rồi cô clip cũng cảm ơn cô chú là ủng hộ em những clip nhiều qua. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Cô chú anh chị thấy ưng ý mã nào thì alo về shop em nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị ạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.